Xin kính chào quý khán giả đã đến với kênh tư vấn giám sát xây dựng Tender Home Group. Thì hôm nay em Chánh đang có mặt ở trên đường 33 nha, phường Bình Trưng Đông, Đông Thủ Thiêm, quận 2. Thì hôm nay là đang tiến hành là đổ bê tông cho vách hầm tại lô Y10, khu dân cư Đông Thủ Thiêm, đường số 33. Thì bây giờ cùng em Chánh tiến vào sâu công trình. Rồi thì diện tích tầng hầm này đó có chiều ngang là 6m và chiều dài là 20m, và đang là tiến hành là đổ cái bê tông chân vách nha, cao 1m2. Đây là tổng quan của hệ cấp pha vách đổ bê tông lần 1 chân vách. Cái tấm màu vàng vàng ở ngay đây chính là cái băng cản nước nha, vì do cái đợt đổ bê tông vách lần 1 này nó vẫn còn thấp hơn cái mặt đất, thì cái vị trí mặt đường này là phải xử lý cái tấm băng cản nước water stop để chúng ta là đổ kế tiếp cái đợt vách thứ hai lên. Thì cái tấm water stop này có tác dụng là chống thấm cho cái mạch ngừng giữa hai cái lớp bê tông đổ đợt 1 và đợt 2 của chúng ta nha. Chính là cái tấm có cái gần này đây, màu vàng đây. Đây. Thank you.